Vâng, cộng chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Ốc Tiêu. Ốc Tiêu đang quay tại nhà của chị Lo, nhà của cô Nam Vũ Linh. Thưa cô chú anh chị và các bạn, cũng có nhiều cô chú anh chị comment cho Ốc Tiêu nói là quay trên nóc nhà cho cô chú anh chị xem. Vâng, đây là nóc nhà của cậu Nam Vũ Linh, nhà của chị Hồng Lo nhé. Đây là nóc nhà của con Nam Vũ Linh, nhà của chị Hồng Lo. Trên nóc nhà thì có những con chim bồ câu á, đang đậu ở trển và làm tổ nha cô chú anh chị và các bạn. Người ta nói là đất lành chim đậu là đúng sự thật, tại vì ngay trên nhà chị Hồng Lo á thì trồng rất nhiều cây. Hầu như là ở trên những sân thượng gần nhà chị Hồng Loan á thì trồng rất nhiều cây. Nhưng mà chuyện đáng nói ở đây á là mọi loài chim đều tới đốt nhà của cậu Nam Vũ Linh để làm tổ nhé cô chú chị và các bạn, để làm tổ. Đó rất là điều quý luôn cô chú chị và các bạn. Đất lành thì chim phải đậu thôi cô chú anh chị và các bạn thân mến. Phần nhà của chị Lo, nhà của con Nam Vũ Linh bữa nay thì rất là bình yên cô chú anh chị và các bạn. Đất lành thì chim đậu, cái câu nói đó đúng thưa cô chú anh chị và các bạn. Vâng, có nhiều chuyện đáng nói ở đây, nhưng mà Ốc Tiêu công tiện phải nói ra. Cô chú anh chị muốn biết thêm về nhà của cậu Nam Vũ Linh, nhà chị Hồng Loan, thì có thể comment cho Ốc Tiêu nhé. Nhà của chị Hồng Loan thì mở cửa lúc 8 giờ và kết thúc lúc 21 giờ hàng ngày nhé cô chú anh chị và các bạn. Ở trước nhà chị Hồng Loan á thì có đầy tấm bảng logo, tấm bảng của shop Hồng Loan, có số tài khoản và số điện thoại luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Muốn biết thêm á thì comment cho Ốc Tiêu để Ốc Tiêu đọc số điện thoại của chị Hồng Loan ra, để cho cô chú anh chị tiện lợi khi đặt hàng, cũng như là muốn đến nhà chị Hồng Loan á thì đến số 5 Đồng Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nhé cô chú anh chị và các bạn. Ở trước nhà của chị Hồng Lo. Quay trở lại với cái nóc nhà của nhà cậu Nam Vũ Linh nhé. Cái nóc nhà của cậu Nam Vũ Linh thì theo kiến trúc ngày xưa cô chú anh chị và các bạn, theo kiến trúc ngày xưa nhé. Nói chung là nhà này cũng rất là lâu đời rồi cô chú anh chị và các bạn. Nhà của con Nam Vũ Linh cũng rất là lâu đời, cho nên có nhiều chỗ, nhiều mảng bong chóc ra, cây cối thì nó mọc lên từ gạch cô chú anh chị và các bạn. Đất lành chim phải đậu, các bạn cũng hay nhìn thấy trên dây điện, trên cây cối nhà của cậu Nam Vũ Linh thì có rất là nhiều loài chim nhé. Theo như tôi được thấy là trên đốt nhà của cậu Nam Vũ Linh thì cũng có một cặp bồ câu làm tổ ở trển nhé cô chú anh chị và các bạn.
Vâng, cô chú anh chị và các bạn, nếu cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị và các bạn có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Nhà của cậu Nam Vũ Linh, nhà của chị Hồng Loan thì bữa nay rất là bình yên luôn. Nhưng mà theo một nguồn thông tin là tới ngày 5 tháng 12 này là giám định nhà một lần nữa cô chú anh chị và các bạn. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì có thể comment cho Úc Tiêu nhé. Thì Úc Tiêu đưa thông tin đến cho cô chú anh chị và các bạn cùng biết, để chúng ta cùng đi lại nhà nhé cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cùng đi lại nhà chị một lần. Phía trong nhà của chị Long thì có cô chú đến, có hai cô đến mua hàng giúp chị Long nhé cô chú anh chị và các bạn. Cô mua rất là nhiều hàng.